Mẫu búp bê mới này là một phần trong chiến dịch của công ty sản xuất đồ chơi Matter mang tên Bạn có thể là bất cứ ai bạn muốn, nhằm khuyến khích những bạn nữ trẻ tham gia vào lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và nghiên cứu. Búp bê mới sẽ có hai phiên bản, một phiên bản trong một bộ đồ bay và một bộ đồ chuyên dụng để bước ra ngoài không gian. Tuy nhiên, đây là những con búp bê độc nhất vô nhị và không được bán. Anna Kikina là người phụ nữ duy nhất trong phi hành đoàn du hành vũ trụ của Roscosmos, Nga kể từ năm 2016. Người phụ nữ 36 tuổi này dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên của mình lên trạm vũ trụ quốc tế vào năm 2022.